Rồi, ok. Rồi, mời quý vị nha. Mời quý vị tham gia cho tốt đẹp. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Tôi xin đọc bài Phân hạng chúng sanh. Bút ca lá phê đồ đu hề tu cà na ma hề tu cà nằm chá bá nề bá nét thá rí già quá quá chá quá nà ní về quá ấp ba na chà quá na ý chá na lấp phàn tí ta thà nành chá sầm bá dít ta quy bà ca ní chá chú gá chi dần chú gá chi dần phá ná na nhà ná quý bá dít ta ní chá ma hà quý bà ca ní ná lấp phàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, khắc chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề xú chá khi na sa hòa năng cú sa là cú sa lá chá hòa nà ní chá ná lấp phàn tì tí ta thà xê khá bút bút chá chá nà năng rí già chá hòa nà ní chít chí gắt tá sầm bá dứt tá quýt chí khít chà chá quá nà ní chá xì khà năng á nà gà ní bút gà là năng bá ná bá tí khá chá quá nà ní chá ná lấp phàn tí lô quýt tá ra chá quá nà ní chá giác hà sát cá má rí giá già nàng hề quá sâm phá dứt sâm sâm mút sâm mút phát tràn tiền giới bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy những cặp động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân phú xuất chá ná và hạng hữu học xê khát những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sinh đến các xét khác đối với vị a na hàm không thể chập nhưng các chá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. À, nào. Chá tu chá tà tí bà lì xá xê khà nà bốt đề chá bà nhà xê xà nà chá tu bà nhà xá sầm pha hòa á dần ép thá út cá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có bằng khởi lên hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương cách, đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Xin đáp.
Kính chào thầy, xin chào các lớp, tất cả xin đọc bài. Người cút lá thê đô, phân hạng chúng sanh. Tu hề tu ca, nam hề tu ca, nành cha ba nếp, thá ví già, cha nà, ni chê, quá ba na nà, cha qua nà, ni cha na lắp bàn tí, ta thà, nhà na, sàm bà yút, ta quý bà ca, ni cha chút, chút giá tí dần, chút giá tí dần, ba na nhà na, quýt ba yút tà, ni cha ma, quý bà ca, ni na lắp bàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những quả tâm quả liên hệ với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại quả hợp trí cũng không có. Thứ hai thì tu chắc khi na sa hòa năng cú sa la cú sa la cha hòa quá na ni cha na lát phàn tì tí ta thà xề khắp bút hút cha na năng ri già cha quá na ni tiếp thí gá ta sâm ba yút ta quý chích kích cha cha quá na ni cha Sê kha Anna ga ni bút gia la ma na ma ti kha cha qua na ni cha na la pa ti lo khúc ta ra cha qua na ni cha ya tha sa ta ma ri ya nang e qua sa mút ba bát chàng tì tí. Với những bậc vô ngã án, trong những vị mà thích trái sanh do ba nhân tạo duyên, không có lỏng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những dập tổng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thuốc chán á và hạng hữu học xê khát, những dập chá và nát liên hiệp với tà kiến và những hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị. Đối với vị A Na Hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế chuyển bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ kiến ngộ. A Sê Kha Năng chất tu chất ta ly sa sê kha năng út đi sê chá bằng nhà xa quá xê xa năng chá tú bằng nhà xa xa phá hòa a dằn á thá bút gá lá phê đô. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 nội tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Xin hết. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Thầy á. Kính lễ thầy, kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Người Pú Ga La Đề Đồ phân loại chúng sanh. Đú Hế Tú Cà Ná Má Hế Tú Cà Nàn Chá Bá Nế Thá Trí Già Chá Quá Ná Quá Nà Ní Chề Quá A
Appanya cha wa wana ni cha na lapan ti tattha nya na sambayutta vibhaka ni cha sugati yam dugati yam bana nya na vibhuta ni cha maha vibhaka ni na lapan ti. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề xú chá khi na sa quá nằng cú sa la cha quá nà ni cha na la phàn tì tí ta thà sê sê kha thú cha nà nằng rí già cha quá nà ni đi thi gắt ta sầm ba yút ta quy chi kích trà cha quá nà ni cha sê kha nằng ana ga mi pu ga lan nang pa na pa ti kha ya wa na ni cha na la phan ti lo ku ta ra cha wa na ni cha ya tha sa kha ma ri ya nang e wa sam mu pa yang ti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân duyên, nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những cặp động, những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, bú thú chá ná và hạng hữu học xế khá. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xế khá. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-xế khá năng chá tú chá tà ly sa sê kha năng mu đi sê chấp bàn nhà sa quá sê sa năng chấp tuốt bàn nhà sa sầm pha hòa a dầm ê thà pu ga lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la 14 tâm minh, hạng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, xin hết. Kính cảm ơn Thầy, cảm ơn cả lớp. Xin xuống mít. Con xin kính chào Thầy và con xin kính chào cả lớp. Con xin đọc ạ. Bút cả là phân hạng chúng sanh. Tu hê tu cả nhà, má hê tu cả nhá. Chá bà nế thá, quỳ chá chá, và nhá ní chế, và áp bá nhà giáp, và nhá ní chá, nhá. Láp là láp bòn thí. Ta tha nha nha sampajuta vipakani cha sugati jam dugati jam banya nha na vipatu jam ta ni cha maha vipakani nha lap bòn thi. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm, an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với chi kiến cũng không phát sanh.
trong ác thú những loại tâm quả hợp chí cũng không có. Tì hề tu kế su chá khí nhá xá vá nằm cú xá lá cú xá lá chát vá nhà ní chá nhà lắp bòn tí tí tá thà xê khát thú xê khát bút thú chà bút thú chá nhà nắm khí khí giá giá vá nhà ní đi tí gá tá xám bát chú tà vị trí vị trí cha cha và nhà ni cha sẽ cá nằm à gá nam ý bú cá lá nằm bà nhá bát tí gà cha và nhà ni cha nhà lắp bon tí lô cút ta ra cha và nhà ni cha giá thà sàm kama vi dầm kama vi già nắm nằm y va sam sam uk pat pat cha pat chan ti ti. Với bậc vô hiểm vô nhiễm a la hán, trong những vị mà tức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có tổng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập tổng tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thú chá na và hạng hữu học xì cá, những chập cha và ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xì cá. Đối với vị A-na-hàm không thể có cha và ná liên hợp với sân, nhưng các cha và ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. À xì cá năm chát chú chát ta lý sa si ca nằm u u đi xe cha pa nhà sa và si sa nằm chát tu bàn nhã sa sầm ba và a chầm ế tha bút ca là bế đố bế đố. Thì trường hợp phát sanh được ghi nhận gần các bậc vô học a la hán có 14 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống đích ạ. Dạ con Tiều kính chào thầy, kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Rồi Phúc Ca Lạp Rê Đô, con hẹn chúng sanh. Đúc Hề Thúc Ca Nam Má Hề Thúc Ca Nành Chá Pa Nét Tha Quý Già Chá Quá Nà Ni Chê Quá Áp Pa Nà Chá Quá Nà Ni Chá Na Lắp Phàn Tí Ta Thà Nhà Na Sầm Pa Dút ta u pa ka ni ca su ga ti yang lu ga ti yang pa nan nya u pa yu pa ni cha ma ha u pa ka ni u pa ka ni na tap phan ti. Nơi đây mà những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duyên tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng tới ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với chi kiến cũng không phát sinh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề su cha kỳ nà sa hòa nằng ku sa là ku sa la cha quá nà ni cha na lắp phần tì tí ta thà xề khá ku thúc cha nà nằng vì già cha quan nà ni đức thi ra ta sầm ba yết ta quy chi kích già cha quan nà ni cha sê khà nằng anà gà mi phúc ra là nằng anapati cha quan nà ni cha na lập phần tí
lo kutara cha wana ni chayattha sakamariya na eva samuppacchanti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tóc thiện hay bất thiện sanh, cũng thấy ấy những chập động tóc duy tác không báo sanh đến hạng phàm nhân Uthuk-chana và hạng hữu học Sê-ka, những chập Chavana liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sê-ka. Đối với vị A-na-hàm không thể có Chavana liên hợp với sân, nhưng các Chavana sư thế thì những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha nang cha tu chắc tà lì ase kha nam mút bí xê cha bành nhà sa quá xa quá xê xa nang cha tu bành nhà sa sầm phá hòa a dầm ết tha bút gá tha về đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm trở lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ, con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin đọc lại ạ. Người Bức Gá Lá Phê Đồ phân hạng chúng sanh. Đu hề tú cà nằn á hề tú cà nằn chá bành nhất thái quý già chá quá nà ní chề quá ấp bá nà chá quá nà ní chá ná lấp phần tí tát thà nhà ná sầm bá yút tá quý bà cà ní chá su gá tí dằng đúc gá tí dằng bá ná nhà ná quýp bá yút tà ní chá má hà quý bà cà ní ná lấp phần tí. Nơi đây với những người và thức tái sanh do hân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thủ những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề xú chá khi nà xá hòa nằng cú xá là cú xá lá chá quá nà lý chá ná lắp phần tì tí tá thà. Xê khá bú thút chá nà nằng quý già chá quá nà lý đích thí gá tá sầm bá yút tá quý chí kích chà chá quá nà lý chá xê khà nằng á nà gà mí bút gá là nằng bá ná bá tí khá chá quá nà ní chá ná lắp phần tí lồ cuốt tá rá chá ná quá nà ní chá giá thà sá cá má rí già nằng ê quá xá múc bách chành tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Uthuk-chana và hạng hữu học Sekhas, những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ.
Ase kha nang chát tú chát tà lì sa se kha nang út đi se chát bành nhà xà quá se xà nang chát tú bành nhà sát sầm phá hòa ái giám mê tháp bút gá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong. Dạ, con xin kính tri ân anh Đồng Triều. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con xin nhường mic lại cho bạn khác ạ. À. Xa thấu, xa thấu. Thấy ông im ru, không ai lên vậy trời. Hà, thấy có Hà chưa lên nè. Duyên sinh, duyên diệt thì cũng chưa thấy lên. Có lên không? Ai lên không? Ai lên không lên thì mình vô tới phần khác. Xong ha, không ai lên ha. Rồi, giờ Triều post cái bản kỳ trước lên Triều. Ok, post cái bản 43 tâm khởi lên trước đó. 43 tâm sau này khởi lên thì cứ trên 6 trú căn. Rồi, giờ cái thứ nhất là dục giới dị thục có 23 tâm, đúng chưa? Dục giới dị thục có 23 tâm. Rồi, quý vị là cho lên biết tại sao 23 tâm này y cứ trên 6 vật. Rồi, giờ mời ai đây? Giờ mời ai đầu tiên Xuân Phong, giơ tay coi. Ai Xuân Phong? Câu đầu tiên. 23 tâm thì cứ trên 6 vật. Hay lên luận giải dùm cái này cái coi. Thì mời 3 phút đi. Mời Quỳnh 3 phút cái gì lớn nhất làm gương. Mời Quỳnh 3 phút lên giải thích rồi tiếp tục mời thêm quý vị. Mời Quỳnh 3 phút nha.
Bác Phúc xin trả lời câu đầu tiên. Tại sao 23 tâm dục giới dị thục y cứ trên 6 vật? Thì 23 tâm dục giới dị thục gồm có là 8 tâm quả dục giới cộng với 5 ngũ song thức, 2 tiếp thâu và quan sát. Những tâm đó là những tâm vô nhân. Những cái tâm 8 tâm quả dục giới đó gọi là nó thường trú lại 6 căn. Nó là những tâm nhất định. Ngũ song thức cũng vậy. Hai tiếp thâu và ba quan sát nó cũng nêu lên 6 vật, nó thuộc về những tâm quả vô nhân. Xin hết. Rồi. Mọi người nam ha, giờ mời mọi người nữ lên luận giải lại coi. Mời Nguyên Như, chủ room Nguyên Như, mời chủ room lên coi. Nói lại câu 23 tâm quả dục giới này coi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Dạ đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ sa thú chị Hà. Dạ kính thưa thầy, dạ trong cái phần mà gọi là 23 tâm dục giới dị thục thì trong đó tiếng Pali gọi là Kama Vibha Ka là tâm quả, cũng còn gọi là tâm quả dục giới. Thì nó gồm có 23 tâm, nó gồm có 12 cái tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, nó gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân và nó gồm có 8 tâm quả thiện vô nhân. Thì mình chia nhỏ ra nữa trong cái phần tâm vô nhân thì nó gồm là có một cái cặp ngũ song thức. Con nói là trong cái tâm quả vô nhân đó nó có 15 cái tâm quả vô nhân, nó gồm có một phần là cặp ngũ song thức là 10 tâm, rồi xong tới 2 tâm tiếp thâu, rồi tới 3 cái tâm quả quan sát, thì cộng lại trong đó có 15 tâm và cộng với 12 tâm quả thiện dục với tịnh hảo, thành ra dạ con nói lộn, không phải 12 mà là 8. 8 cái tâm quả thiền dục giới tịnh hảo, thành ra 8 cộng 8 cộng với 7 là nó ra 23. Sao thú anh đồng triều nãy giờ ngồi cộng sao nó thấy nó dư ra 4 cái. Dạ xin lỗi thầy. 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân cộng với 8 cái tâm quả thiện vô nhân cộng với 8 cái tâm quả thiện dục giới tịnh hảo thì mình ra được 23 cái tâm. Hai cái ba tâm này thì nó sẽ khởi lên y cứ theo 6 vật, tự vì nó nằm ở trong tâm dục giới. Dạ con xin xuống ạ. Rồi giờ mời tới chánh tâm. Chánh tâm coi, chánh tâm lên nói tiếp cái vấn đề này lại coi. Tâm quả dục giới tiếp tục trở lại. Mời chánh tâm nha. Dạ con xin kính chào thầy, xin chào cả lớp. Thì nói về trong trước hết mình phải hiểu vật là gì. Trong cái bài này vật là chỗ trú ngụ của tâm thì mình phải hiểu nó là vật. Còn cái môn là gì? Môn là để cảnh để đi vào, thì mình phải nên hiểu như vậy thì mình mới phân tích dễ hơn.
Và trong thầy ghi bài xuống thì có nói về nếu mà theo order thì cái đầu tiên là dục giới dị thục có 23 tâm, thì 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân và 8 quả thiện hữu nhân. Nhưng mà trước khi phân tích nhỏ ra thì phải hiểu là tâm nó ngủ sống thức thì nó có vật chú vật tương ưng của nó. Mà nãy có nói trước rồi, vật của nó là chỗ chú ngủ của tâm, mình phải nên hiểu vậy. Thì nói ngủ sống thức thì tất nhiên là nhãn thức, nói về chú vật tương ưng thì nhãn thức nó phải chú vào nhãn vật, chứ không thể nhãn thức nó chú vào nhĩ vật được. Thì mình nên hiểu như vậy. Thì nó có năm ngũ song thức, chú vật tương ưng thì có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nó là chỉ về năm cặp đó. Và trong khi hãy nói có thiếu là những tâm nào mà nó chú trong cõi cõi ngũ uẩn là nó là nhất định. Thì những cái thành phần mà nãy nói lên là những vật tương ưng đó, nó trong cõi ngũ uẩn thì nó là nhất định. Và kế tiếp theo là hai tiếp thu và ba quan sát. Thì những chú sắc ý vật đó cũng là ở cõi ngũ uẩn nên gọi là nhất định. Còn tám tâm đại quả, tám tâm thiện, tám tâm quả thiện hữu nhân. Nhưng mà cái này không phải là tự vì thầy nói là dị thục dị giới, dục giới dị thục thì phải nói là tám quả thiện, tám tâm quả thiện hữu nhân, mà tám tâm đại quả thì thuộc nói ý căn. Nếu mà nói đại quả tám tâm quả thì nếu mà làm mình nên hiểu rõ là nếu mà làm nó làm việc trong tâm quả, nếu mà nó làm thập duyên na cảnh thì nó thuộc vào sáu căn. Còn nếu mà nói về trong tâm quả mà nó làm việc về tâm tử hộ kiếp, tâm tục tái sinh hộ kiếp và tâm tử thì nó không thuộc vào căn nào hết. Đó là con nói về 23 tâm. Là con xin phân tích gì là hết rồi. Con xin xuống mic. Triều có lên một tốc gì không? Triều đâu rồi? Triều có lên một tốc gì không? Rồi hai chào Nguyễn bây giờ. Triều thấy Nguyễn Như giơ tay nè. Có lên một tốc gì không? Giơ tay lên. Mời Hà rồi, mời Hà giơ tay lên. Dạ thưa thầy. Con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ, thưa thầy nói chỉ có nói đến 23 tâm dị thục quả thôi không ạ? Dạ. Dạ, thì anh Chánh Tâm anh nói thì con đồng ý, thì 23 tâm dị thục quả thì có 8 thiện quả hữu nhân, 7 quả thiện bất thiện và 8 quả thiện. Nó cộng lại là 23 tâm dị thục quả. Mà những cái tâm này á, nó là thì cái 10 cái ngũ song thức á, nó chỉ sanh ở cõi ngũ uẩn, thì chính vì nó phải nương vô cảnh sắc
thọ tưởng, nó phải ngũ uẩn thì nó phải có sắc thọ tưởng hành thức, thành ra nó gọi là ngũ uẩn. Khi những cõi nào có ngũ uẩn thì nó nương ở đó sanh khởi, và do đó nó phải có nó có sáu bậc hay là căn để nương theo. Thì nhãn thức nó chỉ sanh ở nhãn vật nhất định thôi, còn cái tâm quả cũng vậy, nó là làm việc tục sanh, hộ kiếp và tử, cũng phải nương sáu vật. Và cõi ngũ uẩn thì con thấy có dục giới và sắc giới, đó là những cõi có ngũ uẩn, thành ra các tâm này sẽ lưu trữ ở hai cõi này. Dạ, con xuống. Đây, sao đó. Đây, Nguyễn Như nãy giơ tay lên bổ sung gì đi. Giơ tay lên lại coi. Bổ sung gì? Rồi, mời Nguyễn Như nha. Không hả? Giờ mời ai đây, ai chưa lên đây? Bách Trạc, Huynh Bách Trạc, đúng rồi, Bách Trạc chưa lên. Lên trình bày tiếp lại cái vấn đề này coi, cái sức hiểu mình tới đâu. Mời Huynh Bách Trạc nha. Bách Trạc xin tham gia. Thì cái 20... ba cái tâm thuộc dục giới vị thuộc quả dục giới á, thì trong đó gồm có mười cái tâm thuộc về ngũ không thức quả vô nhân, thì tám cái tâm quả thiện hữu nhân, và hai cái tiếp thâu, ba cái quan sát, thì tổng cộng tất cả là 23 tâm. Thì nó thuộc về cõi năm uẩn, trong đó là trú về trú theo cái vật tương ứng á, là tập ngũ công thức, rồi các cái tâm còn lại á, thì nó trú trong cái dạng là nhất định, thì nó phụ thuộc vào các cái quẩn. À, xin tham gia mấy ý là đây xà thấu chân tâm ha, chân tâm giơ tay bổ sung ra ha, rồi mời chân tâm. Dạ, dạ con xin bổ túc thêm nãy con xin bổ túc về hai tâm tiếp thu và ba tâm quan sát, như nãy con chưa có nói. Hai tâm tiếp thu và ba tâm quan sát thì nó là chú sắc ý vật ở cõi ngũ uẩn nhất định, nhưng mà về tám nên và tám tâm đại quả đó là nó tùy thuộc nơi ý căn, là ý là nãy con nói là nếu mà nó làm về về mà làm tâm tử hộ kiếp và tục sinh và hộ kiếp và tâm tử ấy, thì nó không có thuộc vào căn nào cả. Còn như nếu mà nó làm về
na cảnh á, thì nó thuộc về 6 căn của cái 8 tâm đại quả. Dạ con xin một chút về 20 nãy con nói, con xin xuống ạ. Chào thưa quý vị, chào thưa Tuấn rồi, Tuấn rồi, Tuấn lên, Tuấn rồi, Mai Bến Tre lên coi, giơ tay lên coi, Mai Bến Tre lên coi, tao đâu rồi, hello, Tuấn đâu, giơ tay coi, em ru rồi, Tuấn đâu, trốn rồi. Rồi, mời đứng lên nha, lên nói ra sao. Dạ, em kính chào thầy, kính chào cả lớp. Dạ, em cũng xin tham gia phát biểu. Mọi người cũng đã nói hết cái ý mình cũng cái ý của em thì nó cũng trong phạm vi đó thôi, nhưng mà cũng xin phát biểu cho có. Và thì em dục 23 dục giới, dị thục gồm 8 tâm quả, thiện dục giới, tình hảo, năm cái ngũ song thức, hai cái tiếp thâu, ba cái quan sát, thì năm năm cái ngũ song thức thì trú ở năm cái vật nhất định ở tương tương ưng nó là cái đó là chuyện cái đó là tất nhiên. Còn hai cái tiếp thâu, hai tiếp thâu, ba quan sát thì trú làm cái nhiệm vụ tục sinh. Cũng nó cũng phải nương vào cái ý vật nhất định ở cõi dục dục giới, ở cõi ngũ quẩn. Còn tám cái tâm quả đại thiện thì làm cái nhiệm vụ như anh Chánh Tâm anh vừa nói là tục sinh, hậu kiếp và tử cũng trong cõi ngũ quẩn thì nó cũng là trú nhất định. Thì ý kiến nãy giờ cũng mọi người cũng đã phát biểu hết thì em cái ý em cũng Dạ thưa thầy, hồi nãy con lên con đọc lục cục hòn lòn hòn giống như cợp nhai học me, con xin nói lại hả thầy? Dạ trong cái phần mà 23 tâm thầy mới đưa lên thì trong đó nó sẽ gồm là 8 tâm quả thiện, dục giới, tình hảo, và đó là 8 tâm, rồi nó có thêm 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Nếu mà mình chia ra theo cái theo cái trú nhất định ở trong cõi ngũ quẩn á, thì con sẽ chia ra làm hai phần. Một phần á, là trú vật tương ương nhất định thì có 10 tâm,
thì trong cái phần mà tâm tâm quả vô nhân, con sẽ lấy ra 10 cái 10 tâm là cái năm cặp thức hay là ngũ song thức. Thì nó gồm có hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức và hai tâm thân thức. Nó nằm ở trong cái trú vật tương ương nhất. Và con lấy phần thứ hai là cái phần còn lại, nó gồm có tất cả là 13 tâm. Con sẽ chia chúng vào cái phần thứ hai là trú sắc ý vật nhất định. Thì nó gồm 13 tâm, có 8 cái tâm quả dục giới tịnh hảo, và nó có 3 cái tâm quan sát, và nó gồm có 2 cái tâm tiếp thâu. Khi mà mình chia như vậy, mình thấy rõ ràng là trong cái cõi dục giới á, thì tất cả những cái tâm này á, nó sẽ y cứ trên sáu vật. Thì sáu vật mình sẽ chia ra làm hai phần như vậy. Con thấy con xin hết cái phần của con ạ. À. Con xin xuống mic ạ. Xa lắm, xa lắm. Bây giờ Tiêu ghi lại cái câu, bây giờ lấy lại 43 tâm sau đây y cứ trên sáu vật, hai chấm xuống cái đã, ghi câu ra trước đi, y cứ một cái thôi, đừng ghi hết, ghi từ từ, đừng làm vậy. 43 tâm y cứ trên sáu vật, hai chấm xuống dòng đã yên vậy đó. Tức là ở đây người ta nói lên là 43 tâm y cứ trên sáu vật, đúng chưa? Đây là cái câu thiệu đầu á, câu thiệu đầu phải không ha? Thì bây giờ trước tiên ngay giờ mình lấy theo thứ tự từ trên xuống dưới ha. Giờ ngũ song thức, ghi ngũ song thức ra đây. Ngũ song thức. Rồi, năm thức này y cứ trên ngũ song thức này y cứ trên gì? Năm vật, đúng rồi, ngũ song thức y cứ trên năm vật, đúng rồi, xa thấu ha, y cứ trên năm vật, y cứ tương ứng rồi, đúng rồi, không chính xác không, nắm chắc chưa cái này, chưa chắc chắn, chưa chắc chắn rồi không? Rồi bây giờ hai tiếp thâu y cứ trên gì, có y cứ trên năm vật không? Hai tiếp thâu y cứ trên năm vật không? Y cứ trên sắc vật, đúng rồi, sắc ý vật, y cứ trên sắc ý vật, chứ nó không có y cứ trên năm cái kia nữa, mặc dù cái câu thiệu nó nói vậy đó, nhưng mà mình phải biết là y cứ trên sắc ý vật, nó không y cứ trên nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, mà y cứ trên sắc ý vật. Rồi, ba quan sát, y cứ trên nhãn vật hay là nhĩ vật? Ba quan sát. Ba quan sát là sắc ý vật luôn, y cứ trên sắc ý vật thì như vậy thôi chứ gì đâu. Rồi, bây giờ tám tâm quả dục giới tình hảo, hữu nhân, tám tâm quả dục giới. Có y cứ trên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không? Y cứ trên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không? Thì đúng rồi, y cứ trên sắc ý vật luôn. Thì như vậy mình sẽ có một cái kết quả ra rằng là ngũ song thức thì y cứ trên theo tùy từng vật đó, đúng không? Rồi còn những cái còn lại thì y cứ trên sắc ý vật thôi, chứ có gì đâu. Tùm lum tà la rồi. Được chưa? Cười. Nắm được không? Có gì nắm được hết chưa? Nó đơn giản vậy thôi. Rồi mình lên, mình làm tôm lên. Rồi. Bây giờ những phần còn lại tiếp theo nè. Giờ ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm với lại tiếu sinh tâm. Hai cái đó. Là tại sao y cứ trên sáu vật. Rồi hai cái ha. Ngũ môn hướng tâm và tiếu sinh tâm, đều ghi nó lên, ngũ môn hướng tâm và tiếu sinh tâm. Ngũ môn hướng tâm và
và tiểu sinh tâm. Rồi giờ tại sao nó y cứ trên sáu bậc? Rồi cái gì nào lên lượng lại cái này rồi. Rồi ai tình nguyện đây? Rồi chính tâm đi. Rồi chính tâm nãy giờ trả lời cũng khá, mời chính tâm nghe. Chờ, kính chào thầy, kính chào lớp. Chờ đem con ra để con nói chứ không. Ok, ngũ môn hướng tâm nó y cứ vì nó là thuộc vào loại để thuộc vào loại ngũ môn, là tất nhiên là nó là môn là để cho cảnh đi vào, thì nó là thuộc về cõi hướng nhất định, nên nó y cứ trên sáu bậc là thì ngũ môn hướng nó là ngũ môn thuộc về cội nguồn nhất định. Còn về tiếu sanh tâm nó cũng như là ở tiếu sanh tâm là cũng là chú sắc ý vật nhất định luôn. Dạ vì con cũng xin hết, con chỉ nói như vậy được rồi. Dạ con xin xuống ạ. chưa được. Rồi mời tới ai đây là ai đây Nguyên Như đi. Rồi Nguyên Như lên nói hai này coi. Mời Nguyên Như. Dạ thưa thầy, thầy có sẵn rổ trứng chưa thầy, để con tự động con lụm con đi xuống thầy. Cái câu hỏi là tại sao mà cái ngũ môn hướng tâm và tiếu sinh tâm, thì theo cái của Nguyên Như hiểu á, cái ngũ môn đó nó thuộc lại vào cái sáu vật luôn, tự vì nó nằm ở cho nó là môn, rồi nó cũng là vật, thì môn thì nó nằm ở cửa nhãn nhĩ tỳ thân thiệt thân ý, nó nằm ở trong cái cửa đó hết, nó nằm ở trong sáu chỗ luôn. Thì khi mà nó cái dòng tâm nó đi qua thì nó cần phải có sáu cái cửa thầy, thì nó cần phải đi qua sáu cái vật luôn, vật cũng là môn ở trong trường hợp này. Còn tiếu sanh tâm là cái tâm của vị A La Hán, thì vị đó cũng cần phải có những cái cảnh nó đi vào cái nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, rồi cái qua cái cửa ý nữa, thành ra cần phải có hết tất cả sáu vật. Thành ra không biết con nói vậy có đúng không thầy? Dạ con xin xuống ạ. Rồi mời tiếp là bên Bến Tre nha. Bến Tre ai tình nguyện đây? Ai tình nguyện mời Bến Tre nha, ai lên cũng được nha. Rồi mời. Alo, dạ con kính chào thầy, con xin trả lời cái phần mà ngũ môn hướng tâm với tiếu sinh tâm. Thì hai cái này ngũ môn hướng tâm và tiếu sinh tâm thì nó khởi lên nó y cứ trên sắc ý vật, chứ nó không có y cứ trên năm cái vật kia. Nhưng mà nó gì nó trú nhất định á, tại vì nó chỉ có ở cõi ngũ quẩn thôi. Còn nó khởi lên nó chỉ trú ở trong sắc ý vật thôi, cho nên nó là mình nói là sáu, thật ra là trong sáu vật đó thôi, còn tùy cái thì nó chỉ trú trong một vật thôi. À, cái này thì nó mỗi thằng mỗi cái nó trú trong cái sắc ý vật. Dạ con xin đã hết. Hey, xa thứ đều nói đúng rồi. Ngủ môn hướng tâm, mình nghe ngủ môn hướng tâm mình tự cái trú thêm năm vật kia, đã nói là nhãn vật là chỉ có nhãn thức trú thôi, nhĩ thì có nhĩ thức, ngủ môn tâm là trú đó. Nguyên Như với lại chánh tâm coi lại cho mày nha, trật cho mày. Thì ngủ môn hướng tâm với lại tứ sinh tâm nó trú ở sắc cái vật thôi, chứ nó không có trú mấy cái vật kia. Được chưa? Nắm được chưa? Cúi xua. Rồi bây giờ còn ba cái chót mà tâm sân, sắc giới tâm, dự lưu đạo tâm, ba cái này
Thì bây giờ coi ai đây, Hà đi, Hà lên nói ba này tại sao nó trú trong sáu vật như vậy. Rồi mời Hà nè. Dạ thưa thầy, hai tâm sân chỉ phát sinh trong cõi ngũ uẩn, vì nó không phát sinh ở các cõi khác và nó cũng chỉ là trú ở sắc ý vật thôi, nó không trú ở các năm vật kia, thành ra nó chỉ nằm trong cõi ngũ uẩn và trú nhất định ở cõi sắc ý vật. Còn hai tâm sân, dạ không biết thầy nói con phải 15 tâm sắc giới, dạ 15 tâm sắc giới, cũng 15 tâm sắc giới cũng nằm trong cõi ngũ uẩn, cũng chỉ phát sanh ở sắc ý vật, vì trong cõi vì trong cõi vô sắc không có sắc ý vật, chỉ có sắc dạ cái này con cũng không biết, là con bắt đầu nói lộn xộn vậy, con chỉ biết nói hai tâm sân. Dạ chút nữa cho con bổ sung sao. Tâm sơ đạo vì thì phải có sự nghe mới đắc đạo, thành ra phải là chú trong sắc ý vật. Đó là tâm sơ đạo. Dạ, con xin chung. Xa thú, xa thú. Giờ Nguyên Như lên nói về 15 tâm sắc giới rồi. 15 tâm sắc giới rồi, phân tích 15 sắc giới là gồm gì, là tại sao, trú đâu rồi nha. Rồi mời. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thưa thầy, trong cái phần 15 tâm sắc giới á, thì nó gồm có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Thì 5 tâm thiện sắc giới nó có mặt trong cõi dục giới, thành ra nó sẽ y cứ theo cái sắc ý vật mà nó trú trong cái sắc ý vật. Con nói xuống tới là 5 tâm duy tác sắc giới thì nó sẽ có mặt trong cái cõi dục giới, rồi nó có mặt trong cái cõi sắc giới nữa, nó sẽ nương theo cái nó sẽ nương trong cái sắc ý vật, tự nó cũng thuộc về cõi ngũ uẩn. Và trong cái 5 tâm quả sắc giới thì nó chỉ làm việc tái tục ở trong cõi sắc giới mà thôi, nhưng mà nó cũng không có mặt trong cõi dục giới, mà khi mà tung thì nó cũng là thuộc cõi ngũ uẩn hết. Thành ra 15 tâm sắc giới này mình sẽ nói ra là nó sẽ trú sắc ý vật nhất định trong cái cõi ngũ uẩn. Còn nếu mà mình chia ra, nếu mà trong cõi sắc giới thì trong cái tâm quả nó sẽ có mặt trong cõi sắc giới, còn nếu chia nhỏ ra trong cõi dục giới thì cái tâm quả nó không có mặt trong cõi dục giới. Nhưng khi mà mình nói là trong cõi ngũ uẩn thì sẽ nói chung là 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm duy tác sắc giới nó sẽ là thuộc ngũ uẩn nhất định, tự nó gồm dục giới và sắc giới luôn thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Xa thú ha. Đó, dễ chính xác rõ ràng. Rồi, là rõ chưa, quý vị nắm được chưa? Hai tâm sân thì trú ở sắc ý vật. À, hai tâm sân trú sắc ý vật, bởi vì hai tâm sân này nó không có ở trong cõi vô sắc được, mình bắt buộc phải có trú sắc ý vật. 15 tâm sắc giới như nguyên như trình bày là chính xác ha, thiện quả di tác thì cũng phải trú ở sắc ý vật, rồi dư lưu đạo tâm cũng vậy, nói đúng là cũng phải trú ở sắc ý vật, phải có nghe, phải tâm nó mới nương trú sắc ý vật để mà làm cái việc của nó. À, như vậy là mình xong cái bản 43 tâm ha. Vậy nắm được không? 43 tâm. Rồi ai lên nói luôn về cái 42 tâm
đều ghi lên cái vấn đề 42 tâm khởi lên y cứ 6 căn và cũng không y cứ lên căn nào. Rồi ghi tương tự ra, ghi xuống. Rồi xuống dòng đó, mình ghi là 10 bất thiện. Ghi ra hình như bữa cứ ghi đúng không? Giờ thứ tự hết đi. Giờ trước tiên là 10 bất thiện. Từ 2 từ sanh. Rồi, ok, cái đầu tiên ha, bất thiện. À, okay. Rồi, cái này ha, rồi ai lên này mời ai này. Tuấn đi, Tuấn lên đi, rồi, mời Tuấn. Là đứng nó tiêu rồi bí hả bí hả mời chánh tâm à, đứng lên mời chánh tâm, chánh tâm giơ tay coi rồi mời chánh tâm. Bây giờ con xin nói về cái mười tâm bất thiện có 10 là lý do là tâm tham cũng có trong dục giới và là tâm tham cũng có ở trong sắc giới và vô sắc nên nó là không nhất định. Nên nó không nhất định thì nó ở ở ba cõi luôn, ở ba cõi là dục giới, giới và vô sắc giới. Còn hai tâm sân không kể là đã biết là nó không nó là vì nó sân thì nó không có thể ở trong, nó chỉ ở cõi nhất định thôi, nên ở đây đang nói về 10 tâm bất thiện trừ hai cái tâm sân. Thì xin nói rõ lại là Akusala 10 cái tâm bất thiện đó là 8 tham và 2 si là đều ở trong ba cõi dục giới, thiện và di tác, nên nó gọi là không nhất định. Dạ con xin xuống anh. Vì sao có dụng giới thiện di tác gì đâu kết luận câu quất giờ chưa được rõ lắm, chưa rõ lắm. Rồi mời huynh bái, mời huynh Bá Phước lên giải thích rõ lại chứ. Rồi sao rồi, suy nghĩ không ra hả? Suy nghĩ không ra, mình bắt phút suy nghĩ không ra hả? Ra chưa? Suy nghĩ ra chưa? Đi ra bài lên. Được chưa? Hay là mời ai khác? Trời, hay mời ai khác? Được, ra bài lên đếm nha. Đếm tới năm. Rồi, mời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa thầy, câu hỏi là
Bây giờ mình chia ra mình lấy 8 tâm tham và 2 tâm si. Thì những cái tâm nào có mặt ở trong tất cả ba cõi, thì những cái tâm đó thì nó trú vật bất định. Thì con thấy chia ra cái 8 tâm tham. 8 tâm tham nó sẽ có ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới và ở cõi vô sắc giới. Thì trong ở cõi dục giới và cõi sắc giới thì nó có tất cả là 6 vật, còn ở trong cõi vô sắc giới thì nó không có vật nào hết. Trong cái 8 tâm tham đó con nói là nó trú ở trong cõi bất định, là nó có thể đi trong tất cả ba cõi. Và 2 tâm si thì cũng tương tự, 2 tâm si nó sẽ có mặt ở trong cõi dục giới, nó ở trong cõi sắc giới và nó ở trong cõi vô sắc giới. Thì trong cái cõi vô sắc giới này, cái tâm si nó cũng không có nương theo cái vật nào hết, tự nhiên nó không có gì để nó nương. Nhưng mà hai tâm si này nó cũng nó đi hết tất cả ba cõi, thành ra tâm si nó cũng mình gọi là những cái tâm nó trú vật bất định. Dạ con xin hết ạ. Sa thú, sa thú, chính xác ha. Rồi vậy là được lắm, hiểu rồi đó, bắt đầu từ từ hiểu ra vấn đề rõ. Rồi bây giờ tiếp theo là ý môn hướng tâm. Ý môn hướng tâm với lại thiện dục giới và di tác dục giới, y cứ trên sáu hoặc không. Rồi ý môn hướng tâm, thiện dục giới và di tác dục giới. Rồi mời triều bớt lên đó. Rồi mời tiếp nè, chánh tâm hay hài đó, thay viên nhau lên. Rồi ý môn hướng tâm với lại thiện di tác là 16. Dạ, con xin nói lại là tám tâm thiện dục giới thiện và tám tâm di tác dục giới tình hảo, nó cũng ở ba cõi luôn nên nó là không nhất định. Dạ, con xin xuống. Rồi, xa thứ ha. Ý muốn tâm sao, ý muốn tâm cũng vậy ha, ý muốn tâm cũng có ba cõi luôn. Rồi cái gì nữa đây, tới gì đây? Đấy, vô sắc, thiện di tác và siêu thế. Vô sắc, thiện di tác và siêu thế. Vô sắc, thiện vô sắc và di tác vô sắc. Rồi tới siêu thế. Rồi hai cái vấn đề này. Rồi siêu thế có 7 ha, đúng rồi. Rồi hai vấn đề này là ai tình nguyện lên đây? Ai tình nguyện đây? Quỳnh 3 phút rồi, Quỳnh 3 phút nãy giờ trốn mất tiêu rồi. 3 phút có trả. Quỳnh Như á, Quỳnh Như tình nguyện á. Rồi mời Quỳnh Như. Dạ thưa thầy, khi con nói về cái bốn thiện vô sắc và bốn duy tác vô sắc thì nó nằm ở trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì khi mà nó nằm trong cái cõi dục giới và sắc giới á, thì nó y cứ theo sáu căn hoặc là sáu vật. Còn khi mà nó nằm ở trong cái cõi vô sắc giới thì nó không có y cứ theo cái vật nào hết, từ vì nó không có vật. Còn thì khi mà con nói về cái bảy tâm siêu thế đó, thì khi nó luân chuyển trong cái cõi dục giới và cõi sắc giới thì nó sẽ y cứ theo sáu vật.
và khi mà nó luân chuyển trong cái cõi vô sắc giới thì nó không có vật nào. Thành ra Nguyên Như sẽ nói là những cái bốn cái tâm thiện vô sắc, bốn tâm duy tác vô sắc và bảy tâm siêu thế, nó sẽ là những cái tâm nó trú vật bất định. Dạ con xin xuống ạ. Rồi, Sa Thú, nãy thấy Hà cho mời Hà lên bổ sung cái ý kiến sao đây? Mời Hà. Dạ, con nói từ nãy giờ mà con rất mít rồi không ai. Dạ, con xin sám hối và con nói lại. Dạ, con nghe rõ chưa? Dạ, con cũng như nói hết ý rồi thưa thầy, con chỉ bổ sung thêm là tám tâm thiện dục giới là tám tâm thiện di tá và bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm di tác vô sắc giới, bảy tâm đạo. Những cái tâm này nó luân chuyển cả ba cõi ngũ uẩn tứ uẩn, mà ở cõi dục thì nó có đủ hết, nó trú ở trên sáu căn, nhưng khi ở cái cõi vô sắc giới thì chỉ có danh pháp, không có thân, không có chỉ có tâm sanh khởi, không có thân. Thành ra nếu không thân thì nó sao không có ưu tứ trên căn nào hết, thành ra có lúc nó có lúc nó không, thành ra nó đó là tại sao nó bất định, có khi có và khi không. Dạ con xin xuống. Xa thứ vậy là hiểu được bài vậy ha, nhưng mà quý vị phải nên cân nhắc chút xíu nha, nói vậy thôi, tôi là nói cái số chung là y cứ trên sáu căn và không nghi cứ trên căn nào, tức là nói ra cái tựa đề là chung, nhưng mà mình phải hiểu là những cái loại tâm này nó chỉ cứ trên sắc ý vật ha, chứ nó không nghi cứ trên nhãn căn nhĩ căn, hoặc là nhãn vật nhĩ vật tỷ vật thiệt vật thân vật, mà nó nghi cứ trên sắc ý vật và không nghi cứ trên vật nào. Mình phải hiểu chính xác ra hơn là như vậy ha. Nhưng mà trong cái sơ đồ thì trong cái bản chánh văn thì ta ghi chung chung vậy để cho mình biết thôi. Thành ra cần phải nắm lại một cách rõ ràng hơn ha. Rồi như vậy là đã nắm được hai cái bản này ha. Rõ ràng chưa? Có gì nắm được hết không? Rồi mời Nguyên Nhân ra. Dạ kính thưa thầy, như vậy là khi mà tụi con đi vô cái bản mà chỗ 43 tâm á thầy, thì tự gì nó có cửa ngũ song thức, thành ra tụi con mới cái dùng á là y cứ trên sáu vật, cái chỗ mà ngũ song thức tự nó có đủ cả vật. Còn khi mà mình nói tới những cái phần tâm khác mà không có cái chỗ ngũ song thức ra đó, là mình khi mà mình trình bày, sau này mình trình bày mình phải nhấn mạnh vô là cái chỗ đó là y cứ theo cái sắc ý vật thôi, mà mình sẽ từ năm cái vật kia tự nhiên nó không có, nó chỉ xuất hiện mà trong cái cặp ngũ song thức thôi. Con nói đúng không thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Rồi ngủ sinh thức đi cứ năm vật tới sáu vật nha, nói sáu vật người tật chứ ngủ sinh thức y cứ trên năm vật, còn những cái tâm còn lại y cứ trên sắc ý vật, và như vậy đó, chính xác là mình phải hiểu vậy ha, chứ thôi nói lát nói tùm lum lộn sàn ngọc lên chưa. Rồi vậy là xong ha, xong cái phần là thảo luận chút xíu để làm rõ vấn đề hơn. Quý vị nắm được không cho biết đi, nắm được hết không cho bông hoa gì lên coi. Rồi ha, dễ ợt ha, bởi vậy đó, tại vì là hơi rắc rối xíu là mình hơi bị lúng túng xíu, nhờ vậy mình sáng tỏ như vậy ha. Rồi bây giờ mình học bài mới, học được học lên khúc đi, học tới đâu hay tới đó ha.
Rồi vậy dễ hội rất là khó. Cho Nguyễn mẹ thấy vô trốn mất rồi, vô xong thấy kêu lên sợ quá trốn mất liều. Này Nguyên Trang cũng trốn. Nguyên Trang cũng trốn. Này, Lý Mỹ rồi nó trốn mất tiêu rồi. Bệnh gì nãy mới thấy vô đó, vô xong trốn rồi. Rồi giờ mình vô các loại người bút lá phê đó, các loại người bệnh hết rồi. Giờ mình học về người ha, các loại người bút lá phê, phần loại chữ xanh đó. Rồi dòng ghi chữ bút cái lá. Rồi căn từ chữ bung cộng cái lá, căn từ chữ bung cộng cái lá mà có cái lạ cho nó là chữ bung đó quý vị. Chữ bung nó có ý nghĩa là địa ngục, chữ bung là địa ngục, là danh từ mà là địa phương, là ngôn ngữ địa phương thì cái chữ bung Bali là địa ngục. Mà chữ cái lá cộng cái ráp vô thì bung cộng cái lá vô thì thành là người. À, bung liền ngục, nhưng mà cộng chữ cái lá vô đúng là ngôn ngữ đó. Cộng cái lá vô thành là người, bung cái lá thành là bút cái lá, là bút cái lá thành là người. Rồi xuống dòng người hai chấm, mình cho người hai chấm. Bài này cũng hấp dẫn lắm, bài này cũng hay lắm đó, học kỹ bài này. Người là chúng sanh có danh và sắc, chúng sanh có danh và sắc, danh hoặc sắc do nghiệp lực chi phối tác thành, hoặc sắc do nghiệp lực chi phối tác thành. À, tức là người á, cái dùng giữ người bút cái lá là nói về những chúng sanh khi mà có danh sắc, danh và sắc á, là thuộc về ngũ uẩn á, thì cũng được gọi là người. À, những chúng sanh nào có đầy đủ danh sắc thì cũng được gọi là người, là người trời thú là người. Rồi hoặc là chúng sanh có danh, có danh không, tức là cõi vô sắc thì ta có danh không, thì cũng được gọi là người. Hoặc là chúng sanh có sắc không, là cõi vô tưởng thì cũng gọi là người. Thì những chúng sanh này á, được hình thành, được sanh ra, được xuất hiện là do nghiệp lực chi phối, chứ không phải ai tạo ra đó. Do nghiệp lực chi phối mà nó tạo thành, nó tác thành ra chúng sanh đó. Cho nên chúng ta câu này để khẳng định rằng cho chúng ta biết là không có một đấng nào mà tạo ra danh hay sắc, hay là danh hoặc là sắc, mà do nghiệp lực tạo thành, do chính cái nghiệp mà tạo thành chúng sanh đó. Rồi đó là nghĩa về những người, chúng ta thấy rõ vấn đề ha. Rồi xuống dòng có hai mặt, hai chấm, có hai mặt, hai chấm. Xuống dòng gạch dòng cái tục đế hai chấm, người, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, súc sanh, chấm 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 chấm. Người, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, súc sanh. Đó, tức là cái mặt thứ nhất thì nói về phương diện tục đế. Thì ta dùng những cái từ chẳng hạn như con người thì kêu là người, hay là nhân loại. Còn những vị trời thì dục giới thì kêu là chư thiên. Còn vị trời sắc giới gọi là vô sắc giới thì kêu là phạm thiên. Còn những loài thú thì kêu là súc sanh hay là bàn sanh. Rồi từ cái súc sanh này nó mới đặt ra nhiều thứ, nhiều loại khác nữa ha. Đó gọi là về phương diện thứ nhất là tục đế. Rồi phương diện thứ hai là chân đế, hai chấm, gạch cái chân đế, hai chấm. Chân đế thì có người ta không còn nói là người, nhân loại hay chư thiên gì nữa, mà chân đế mà nó là năm uẩn, bốn uẩn,
hay là một quẩn, năm quẩn, bốn quẩn quẩn. À, lúc này là đánh tan cái vấn đề mà bị dính mắc vô cái hình tướng về cái tục đế chế định ha, đánh tan vô những cái chấp kiến sai lầm, là phân để cho chúng ta thấy rằng người hay nhân loại hay chư thiên phạm thiên gì nó cũng từ là năm quẩn hoặc là từ bốn quẩn hoặc từ một quẩn, à, chứ không có cái nào là người hay là trời, toàn là những sự lắp ráp, những sự phối hợp, những sự kết hợp mà thành thôi. À, cho nên đó là cái mặt thứ hai là chân đế, là nói lên cái sự thật của các pháp. Rồi đó, do có hai mặt là như vậy. Rồi xuống dòng phân loại, phân loại. Có 12 loại người phân thành hai nhóm. Có 12 loại người phân thành hai nhóm. Rồi xuống dòng nhóm A, hai chấm phàm nhân. Nhóm A, hai chấm phàm nhân. Có 4. Có 4. Đấy, rồi lại rồi. Thấy quý vị đồng được không? Đồng được không vậy? Alo. Có ha? Rồi ok. À, nhóm 2. Ê, nhóm 1 là phạm, nhóm A là phạm nhân, mình có 4. À, người khổ vô nhân là thứ nhất, người khổ vô nhân. Rồi gọi là phân xuống lại rõ ràng ha, kia đều đưa từng cái xuống. Người khổ vô nhân. A hề tu ca bút cái lá. A hề tu ca là vô nhân, bút cái lá là người. Người khổ vô nhân. Rồi số 2 là người lạc vô nhân. Su ga tí, a hề tu ca bút cái lá. Su ga tí là lạc đó. Rồi số 3 là người nhị nhân. Đá quý hề tu ca bút cái lá. Số 3 người nhị nhân, số 4 là người tam nhân. Tí hề tu ca bút cái lá. Rồi, đó là bốn hạng người thuộc về nhóm A, thuộc về phàm nhân. Rồi nhóm B thánh nhân. Nhóm B thánh nhân có 8. Nhóm B thánh nhân có 8. Rồi, thấy không? Thấy không? Alo. Đó luôn ha. Rồi ok. À, số 5 là người đạo nhập lưu. Sô ta bắt tí mắt gá bút cá lá. Sô ta bắt tí mắt gá bút cá lá. À, là người đạo nhập lưu. Hay là kia là người sơ đạo đó. À, mình hiểu không? Rồi số 6 là người quả nhập lưu. Sô ta bắt tí phá lá. Phá lá là quả ha. Phá lá bút cá lá. Là người quả nhập lưu hay gọi là sơ quả. Số 7 là người đạo nhất lai. Người đạo nhất lai, sắc đa ga mí nhất lai. À, mắt ga bút ga lá. À. Rồi số 8 là người quả nhất lai. Sắc đa ga mí phá lá bút ga lá. Số 9 là người đạo bất lai. Ana ga mi mắt cái lá bút cái lá. Rồi số 10 là người quả bất lai. Ana ga mi pha lá bút cái lá. Số 11 là người đạo vô sanh. Arahat tam ga bút cái lá. Tứ đạo đó, A-la-hán đó. Số 12 là người quả vô sanh. À, A-ra-hát-ta-pha-la là quả. Bút-ca-la là người tứ quả đó. Rồi, như vậy là chúng ta có 12 hạng người. Ha. Và 4 hạng đầu là thuộc về phàm,
8 hạng sao gọi là bậc thánh nhân. À, cho chúng ta biết là người phân ra có 12 hạng, chứ không phải là có vài bạn có được 12 hạng. Rồi bây giờ chúng ta học lại, đi vào từng loại một. Nhóm A, nhóm A phạm nhân, nhóm A phạm nhân. Số 1, người khổ vô nhân. Người khổ vô nhân. Đó mà. Số 2, phàm nhân. 1, người khổ vô nhân. Cá hề tôi cá búp cá lắc. Rồi đi tựa ra tới đi. Người khổ vô nhân. Cá hề tôi cá búp cá lắc. Thầy chép đây, chép xong nè. Bài này học có nhiều cái cũng rất là đặc biệt mà mình chưa biết đến nha quý vị. Có những cái rất là tuyệt vời. Bài học quy pháp mình mới thấy được những cái vấn đề sâu xa sâu sắc và những cái mà khía cạnh mà khó mà ai nhận ra được vấn đề. Học được việc này, đọc đáo cõi này nghe không? Rất gần gũi với cái đời sống. Còn thấy cái đặc biệt là có cái sự may mắn lắm mình mới có cơ duyên mình học biết được những cái pháp này. Giờ chỉ có cơ hội nào mình hành pháp luôn ngay là khỏe. Xong chưa? Xếp xong chưa? Chưa. Chưa nào, nó dắt tiếp. Đó giờ mình học tới mấy chục tuần là mấy năm rồi ha, mấy năm. Với thời gian qua quá mau mà cái gì cũng nắm được pháp rất là tốt đẹp, rất là chính xác. Để phá tan những cái tri kiến mê mờ của mình ha. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình hay bị những cái tà kiến, những cái giáo điều, những cái mà đặc thể mà trói buộc chúng sanh mình vào trong dòng sinh tử. Đó là cái rất là đau khổ. Bởi vì chúng ta là người, chúng ta là phàm phu, mình rất khó mà gặp được những cái chân pháp, những cái đúng sự thật. Mà hễ mà nó không đúng sự thật rồi đó, người ta gài mình vô những cái thế này thế kia, rồi mình cũng ngu dốt mình tin theo. Người ta nói dốc mình cũng tin, người ta nói chuyện thiên đường những cái đường thì mình cũng tin. Rồi người ta dựng ra những cái chuyện để mà thấy trước mắt nào có những cái xảy ra giống giống vậy, cái người ta chụp vô cái đó, người ta gài mình vô cái thế bắt mình ta tin. Rồi mình cũng ngu dốt, mình cũng không biết, mình vô mình hiểu trí, mình nghe rồi mình cũng tin, mình thấy vậy mình cũng tưởng vậy rồi mình cũng tin luôn. Mà chúng ta quên một điều là nó, khi mà mình bị dính vô tà kiến, mình chấp chặt, mình dính chặt tà kiến rồi đó, thì nó chỉ có con đường duy nhất là đi xuống địa ngục thôi. Vậy độc đáo vậy. Người mà chấp chặt tà kiến thì chỉ có con đường đi xuống đó thôi chứ không đi đâu. Nhưng mà tin hay tin thì bạn hãy bạn chấp vô cái tà kiến nặng mà dính vô đó, bạn cho đó là số 1, là chân lý, là từ đó cái tư kiến của mình phát sinh những cái sự suy nghĩ lệch lạc bậy bạ đủ cái chuyện. Và giờ phút lâm chung nó khởi lên những cái tư tưởng tà kiến nặng nề thì nó đưa mình đi xuống gặp Diêm Vương. Diêm Vương xuống hỏi này kia, mày có tin, có thấy đời là khổ không? Nói không, con thấy đời sướng, thấy đời là vô thường không? Nói là không, con được có linh hồn trường cửu sanh về cõi trời trường an bất biến. Cái ông Diệp Dương nói này, vô chảo đi con. Vô chảo, quăng vô chảo cái đùm, cái xèo, cái bất biến. Vô đó là bất biến. Cho nên bây giờ mình biết được, mình thấy được rõ ràng về phân hạng người ở đây, mình thấy đây là người,
người những lỗi đời vân vân, cuối cùng là cũng chỉ là một cái sự tổng hợp, một sự lắp ráp của nhiều thứ nhiều loại. Để trên thế gian này mà chúng ta chỉ cần mình có chút xíu trí tuệ mình cũng được thấy vấn đề này là không có một cái vật gì trên thế gian này mà nó có một cái một, có một thứ một, bất cứ một cái dù nhỏ tới nào cho tới lớn cái nào nó cũng phải có nhiều thứ lắp ráp lại, nhiều thứ tổng hợp lại, nhiều duyên phối hợp lại nó mới thành tựu được. Cho nên không có cái gì mà là có một cái là trường hằng bất biến, thường hằng bất biến, vô sanh bất diệt cho nó, không có cái nào có. Từ ngọn cỏ cho tới cái cây, cái xe, cái nhà, hay là tới chúng sanh, người thú, tất cả mọi thứ đều là sự lắp ráp, sự phối hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có chạy đâu ngoài cái đó được. Về sắc pháp thì nó có nhiều thứ sắc phối hợp lại với nhau. Chứ không phải giống như cái mình nói như cái computer này, mình thấy nó đơn giản, mình ngồi mình bấm mình chat thấy đơn giản, nhưng mà thật sự cái gì biết nó không biết bao nhiêu thứ trong này ha, nó khủng khiếp, nó sự lắp ráp rất là tinh vi trong cái vấn đề này để nó thành tựu được cái gọi là cái computer này ha, hoặc là cái phone, iPhone mình cầm nó thấy nhỏ xíu nhưng mà như thấy nó đơn giản, một sự mà kết nối tài tình nữa mới được vậy. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy mình học được vì pháp, mình hiểu được, mình thấy được, phân ra được, nắm được tất cả các pháp đều là do duyên cấu tạo thành, do sự phối hợp sự cấu tạo thành, chứ không có cái gì là ta, là của ta trong đấy. Nó là đều là những cái sự lắp ráp, sự nói hết. Cho nên chúng ta thấy rồi hai cái anh mới vô được phải không? Rồi xong chưa, chép xong chưa? Quý vị chép xong chưa cho biết đây. Alo. Xong chưa? À xong chưa? Nhưng chưa? Xong không? Rồi, làm do không? Số 1 là nhóm A là phàm nhân, 1 là người khổ vô nhân. Hề tôi cắt bút cái đó. Bây giờ học tới người khổ vô nhân đầu tiên. Điều boss boss lại điều. Người khổ vô nhân. Nó hề tôi cắt bức các bạn. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Chúng sanh đa khổ thiểu. Thì gọi là người khổ vô nhân. Tôi gạch đầu dòng là chúng sanh đa khổ mà thiểu lạc. Tức là nhiều khổ mà ít có sự sung sướng, kêu là đa khổ thiểu lạc, hay là thuộc về người khổ là một ha. Xuống dòng gạch đầu dòng cái toàn khổ, toàn khổ tức là khổ không, không có lạc, tức là toàn khổ. Rồi xuống dòng khổ thân đối khác, thì nằm trong nhóm người khổ vô nhân. Khổ thân đối khác, vất vả khổ sở luôn lo sợ, vất vả khổ sở luôn lo sợ. Tức là định nghĩa về cái người khổ vô nhân cho chúng ta thấy là có nhiều thứ như vậy, có những loại chúng sanh đa khổ thiểu lạc, những cái loại mà chẳng hạn như loài thú. Như chó, mèo, gà gì đó. Nó có nó khổ nhưng mà nó cũng có lạc, nhưng mà không được lạc nhiều, nó ít thôi. Nó sống nó cũng bị này kia. Còn những loại toàn khổ, tức là những, chẳng hạn như những loại chúng sanh mà trong ngạ quỷ thì coi như là trong địa ngục thì coi như là toàn khổ và không có được một chút sự mà vui sướng nữa. Thì nó xếp vô nhóm là người khổ vô nhân. Rồi chúng sanh mà khổ thân bị đối khác dằn vặt thì nó là ngạ quỷ, nó bị đối khác, bị dằn vặt kia nó suốt cả cái cuộc đời của nó, thì nó khổ thân đối khác. Và cái chúng sanh mà vất vả khổ sở luôn lo sợ, đó là những loài thú sống trong rừng trong lũ, rồi sống trong cái tâm sợ hãi, sợ bị săn bị bắt, sợ những cái loài này loài kia tấn công. Loài lớn ăn nhỏ rồi này nó thật, bây giờ tụi nó giết nhau, cho nên những loài đó nó sống trong cái vất vả lo sợ. Rồi đánh cái hoa thị rồi dòng cái ha,
tánh qua thị đạo dòng, khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả. Khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả. À, tức là những chúng sanh khổ này đó, nó mặc dù nó có nhưng mà có thể sanh tâm thiện nhưng mà khó lắm vậy, khó được sanh tâm thiện. Thì thường thường những loại này là nó sống trong cái thế giới của nó, rồi nó sống bằng bản năng nhiều hơn, sống nó tham sân si nhiều, nhưng mà được sanh được tâm thiện thì cũng rất là khó hiếm. Cho nên nó khó được sanh tâm thiện và không thể, những loại này không bao giờ mà có thể chứng đắc được cái gì đó, thiền hay là quả gì đó, không thể chứng đắc được. Cho nên cái vấn đề này chúng ta nên biết rõ là người khổ vô dân là rất khó mà được khởi được tâm thiện, dù tâm thiện ly trí cũng rất là khó. Cho đến khi mình đắc thiền đại quả thì miễn luôn, miễn có luôn. Rồi xuống dòng người khổ nè, có bốn loại hai chấm. A nhỏ súc sanh, A nhỏ súc sanh, chữ Bali. Tirachana, Tirachana là súc sanh, hai chấm. Lòi đi lưng nằm ngang, lòi đi lưng nằm ngang, thì thú hay là phi cầm, lòi đi lưng nằm ngang thì thú là phi cầm. Là những loài thú đi cái lưng nằm ngang ha, hoặc là những loài phi cầm, chim, cái lưng nó cũng ngang ra, mặc dù cái đầu ngóc lên. Loài súc sanh hay được gọi là loài bạn sanh đó. Đó là loài thứ nhất, loài A là súc sanh. Tirachana, ráp cái chữ Tirachana vô ha. Rồi B là ngạ quỷ, là bê tắc, ngạ quỷ bê tắc. Ngạ quỷ bê tắc. Quỷ là loại không có, vượt xa lìa tất cả sự hoan vui vẻ, là loại không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. 7. Loại không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. Hằng bị đối khác, hằng bị đối khác. 7. Hằng bị đối khác. Không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Đó, tức là cái loài quỷ là cái loài mà bị xa lìa tất cả mọi cái sự mà vui vẻ, sự vui chơi, hoan lạc này kia nọ. Nó không có được đó. Loài thú nó còn được, nhưng mà ngạ quỷ này là không được. Và nó hay bị đối khác, là ngạ quỷ là đối khác triền miên. Và nó do như vậy nó không thể hưởng thụ được, không thể ăn uống gì được những cái thực phẩm của con người đó. Cho nên mình có cúng kiến, mình làm cái gì nó cũng không ăn được. Những loại ngạ quỷ này nó, cái nghiệp của nó phải vậy mà. Cho nên giờ dâu cho mình cúng sôi gà gì nó cúng cho nó theo tục lệ thôi, chứ thực sự những loại đó không ăn được. Rồi C là Atula hay là Asura, là thần quỷ dữ, gọi thần quỷ dữ là Atula, thần quỷ dữ. Asura
là những loài không có sự tiến hóa, những loài không có sự tiến hóa. Phải, những loài không có sự tiến hóa, thiếu tự do, không có hoan lạc, không có hoan lạc. Thường là rất hung dữ. Thường rất hung dữ. Đó là được gọi là Atula. Nó khác với ngạ quỷ. Atula này là dữ. Những loại này là dữ dằn. Nó rất là ghê gớm. Nhìn rất là kinh khiếp. Những loại này nó không có một cái sự tiến hóa. Là không có sự là tốt đẹp phát sinh được. Nó luôn luôn là nó bị mất tự do. Bởi kèm kẹp những bị khác, bị chư thiên tứ đại dương kèm kẹp cũng rất là thiếu tự do. Bây giờ chính vì như vậy, nhờ vậy mới không có đi quậy phá cõi người nhiều, chứ thôi là lên cõi người mình là mình tiêu. Atula dữ lắm, đó là cái cõi Atula. Rồi là D, C là D là địa ngục. Địa ngục đi ra giá địa ngục, sự an vui hạnh phúc không có, sự an vui hạnh phúc không có. Phải, sự an vui hạnh phúc không có. Phải, chúng sanh hằng bị mọi thống khổ. Phải, chúng sanh hằng bị mọi thống khổ. Phải, chẳng có sự an vui, chẳng có sự an vui. Rồi, đó là những chúng sanh ở cõi địa ngục ha. Người khổ ở cõi địa ngục ha, thì những chúng sanh này nặng nề lắm. Là sống ở đó là không hề có một cái gì gọi là chút xíu hạnh phúc luôn có. Bị đài đọa, bị thống khổ liên tục, không bao giờ có được cái sự an vui. Cho nên đó là người khổ vô nhân có được bốn loại như vậy. Loại súc sanh, súc sanh đỡ hơn chút. Ngạ quỷ là bắt đầu nặng, ngạ quỷ, Atula là đi xuống tới địa ngục. Và những cõi này tất cả đều do nghiệp nó phát sanh ra những loài chúng sanh này. Cho nên khi nếu mà mình không khéo tu tập, không khéo gìn giữ tâm mình để mà dính chúng vào những cái ác nghiệp nặng, thì địa ngục nó chờ sẵn chúng ta đó. Chúng ta có đó, sự cẩn thận. Hoặc là sanh những loài ngạ quỷ, Atula thì cũng rất là kinh khiếp. Súc sanh như vậy, súc sanh là bị săn bắn, bị lùng, bị giết. Nói chung là người khổ là thê thảm. Sanh vào bốn cái đường ác đạo này rất là kinh khiếp. Chính vì chỗ đó, Đức Phật nhìn thấy những cái vấn đề này, Ngài thấy được cái sự sống của chúng sanh này. Ngài mới vì lòng bi mẫn, Ngài đã tiếp độ, đưa để lại giáo pháp cho chúng ta để mà mình có cái phương hướng, để mình hướng tâm mình tu tập, để mà thoát ra khỏi những cảnh này. Chứ không thôi là chết. Mà coi vậy chứ khó lắm. Bốn cái cảnh giới này muốn thoát nó không phải dễ đâu, mà khó lắm. Ngay cả những vị Bồ Tát mà vẫn còn phải rơi vào những cảnh này, thì cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm. Tu tập nhớ cẩn thận. Rồi xuống dòng tâm tục sinh. Hai chấm. Tâm tục sinh. Tức là cái tâm mà cho tục sinh làm những cái sanh và những cái chúng sanh này đó, là có là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là cái tâm này đó.
30 tục sinh à, đó là như vậy ha. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng cái ha. Cái tâm quan sát thọ xả hoặc thiện vô nhân này đó, đó là quả của 11 tâm bất thiện. Gạch theo dòng cái quả của 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật. Quả của 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật. Rồi tức là 8 tham, 2 sân với lại 1 si hoài nghi thì nó cho ra cái kết quả là tâm quan sát và xả quả bất thiện của nhân. Nhưng mà cái tâm si phóng dật thì nó không có cho quả tục sinh à, để biết cái này nhắm rõ, si phóng dật không cho quả tục sinh à, nhưng mà nó cho quả trong đời sống bình dật nha quý vị, tức là quả tục sinh thôi nha. Nhưng mà trong đời sống bình dật là si phóng, tâm si phóng dật vẫn chỏa như thường, nhưng mà trong đời sống bình dật. Rồi chúng vào gạch dòng ra tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh vì hai chấm, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh vì à, tức là tại sao là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện mà không là tâm vô nhân, ê không là tâm tiếp thâu à, mà lại là tâm quan sát, bởi vì hai chấm là quả được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả khác à, chính vì nó đủ mạnh đủ sức rồi nó mới cho cái sự tục sinh, bởi vì quả được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả. À, tức là tâm quan sát thọ xả bất thiện là cái tâm quả mà cho cái sự tục sinh vào một thứ là bốn hàng khổ à, vì cái tâm quả này, tâm quả bất thiện á, thì mình có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tiếp thâu quan sát là bảy cái không? Thì cái thứ bảy là cái tâm quan sát là nó đủ sức mạnh à, đủ sức mạnh để nó làm phận sự là cho tục sinh à, còn cái tiếp thâu thì chưa được à, chưa đủ sức. À, vậy cái tâm quan sát là đủ sức mạnh à, cho nên dính cái tâm quan sát này nó là một cái thực sự là vào những cái người khổ này à, đó là tâm tục sinh ha. Rồi xuống dòng trong đời sống bình nhật, trong đời sống bình nhật tâm hai chấm tâm hai chấm nhật xuống dòng tâm hai chấm rồi bây giờ 12 tâm bất thiện có cái gì trong đời sống bình nhật, 12 bất thiện có không? Có chắc luôn chắc cú chắc cú rồi. 18 tâm vô nhân có không? Chắc cú luôn hả? 18 tâm vô nhân chắc cú luôn hả? Chắc cú không? Chắc cú không? 18 tâm vô nhân chắc cú không? Trừ ứng cúng ra nguyên như sót lời trong điều chính xác, trừ ứng cúng ra trời ơi người khổ mà có tâm xíu thì thôi rồi, cái này chết luôn. Vậy là còn nhiêu tâm vô nhân 17 rồi, đúng rồi 17 tâm vô nhân rồi. 8 tâm thiện dụng giới tình hảo có không? Tám thiện dụng giới tình hảo có không?
có đúng rồi, có mà hiếm nhưng mà không có giống như hàng hiếm nha, hàng hàng mà hàng đắt tiền, hàng mắc giá, hàng mà hàng là gì, đồ cổ, đồ hiếm, có mà hiếm. À, bài tám thì dùng giới định hảo là hiếm hợp tí hiếm, ly tí cũng hiếm luôn nha. Bài tám gì đó có không quý vị? Gì đó có hello không? Không. Bài tám quả có không? Tám quả dục giới tình hảo có không? Không luôn. Rồi xa thử, xa thử, xa thử. Rồi giờ tổng cộng là mình có nhiêu đây? Vì sao mai Bến Tre có ở đây? Mấy mấy 37 đúng rồi, có 37. Lộn kiểu nó chết người đó. 37 tâm, tâm có 37 trong đời sống mình nhật ha. Tâm có 37. 12, 17 với lại 8. 37 ha. Rồi, tâm sở có nhiêu đây? Tâm sở 13 tờ tha có không? Alo. 13 tờ tha có không? Có không? Có rồi, chính xác. 13 tờ tha có. 14 bất thiện có không? 14 tâm sở bất thiện có không? Có luôn, ok. Rồi 25 tâm sở tình hảo có không? 25 tâm sở tình hảo có không? Có. Có mà hiếm hả? Ghi là có mà hiếm. Phải ghi thêm chữ. Cái chữ đó nó hay ha. Có mà hiếm. Có mà hiếm. Bởi vì có tâm thì phải có tâm sở chứ. Có tâm tình hảo là phải có tâm sở. Nhưng mà hiếm thì kia là có hiếm. Thì như vậy là mình có nhiều. Có bao nhiêu sở đây? Năm mươi hai luôn ha, mà lấy số chung ha, nói chung là không có năm hai, nhưng mà thực sự là hiếm lắm, nhất là ba giới phần ha, ba giới phần là rất là hiếm, rồi hai vô lượng phần với lại tự quyền mấy cái đó là hiếm có, nói chung thôi nhưng mà thực sự là không có luôn, không có, không thể nào có được, vì người mình giới còn không xong, lượng nói chuyện gì là khổ. Cho nên mình nói chung chung như thế ha, mình hiểu là hiểu số chung rồi. Đánh qua thị lại lần nữa, đánh cái qua thị, ghi cái câu đó, tâm si phóng vật, ghi rõ ràng lại ha, nhấn mạnh tâm si phóng vật không thể cho quả tục sinh, phải chỉ cho quả trong thời bình nhất. Nhấn lại cái nữa để thôi mình sót cái này cái là mệt lắm đó. Hồi xưa chúng tôi cũng bị sót cái này đó, cũng bị quên cái này, mình tưởng là 12 tâm bất thiện cho quả là 7 quả nhọn có, tâm si phóng vật nó không thể cho quả tục sinh, không cho đi tái tạo, nhưng mà nó cho quả trong thời bình nhất. Đó là cái vấn đề chúng tôi cần phải hiểu chính xác như vậy. Thành ra khi mà tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân, nó phân loại thành ra nhiều thứ, nhiều loại người thú này, thì nó cũng ảnh hưởng nơi tham, tâm sân, tâm si. Tham sao sao để cho loại nào, sân sao sao cho loại nào, nó đi theo, nó ẩn tàng đi theo. Mặc dù mình thấy là có một cái tâm quả cho tục sinh những chúng sanh đó thôi, nhưng mà những cái nghiệp đi theo rất là khủng khiếp. Mà chúng ta phân loại ra ngay cả vị diệu pháp mình cũng không thể nào mình thấy được vấn đề đó. Trong cái tâm quả có những cái tâm sở vậy thôi, ta chỉ nói là còn nghiệp đi theo nó, mình rất là khó biết. Bởi vì Phật mới nói là nghiệp là bất khả tư nghi, là cái chỗ đó phân loại chứ. Chẳng hạn như thú thì không biết bao nhiêu thứ thú, đủ loại, rồi bàn xanh đủ thứ, ngà quỷ tu la cái gì cũng rất là nhiều thứ, nhiều loại, rồi hình tướng khác nhau, rồi đủ thứ, rồi địa ngục cũng rất là nhiều thứ, nhiều loại. Nó do cái nghiệp đi theo nó kèm theo. Và tục sinh thì nó giống nhau là một cái tâm quả quan sát và xả quả thiện nhân.
đó là cái vấn đề chúng ta thấy là người khổ mà mình thấy nó có những cái đặc biệt như vậy không. Rồi hôm nay mình học với người khổ Đức Phật, người thứ nhất nào. Rồi sau chúng ta sẽ đi tiếp, sau thì mình học với người lạc, vô nhân, người dị nhân, người tam nhân, từ từ xuống ha. Rồi hôm nay mình học được đầy đủ không, đúng rồi, tâm pháp vật nó yếu, nó không có đủ sức để nó cho quả tục sinh. Đúng rồi, Hà giỏi quá ha, rất là tốt đẹp trí kiến, không nỗ lực cho bà rồi đủ dài xa thôi. Rồi phước báo hôm nay chúng ta học được vi pháp, cầu cho tất cả chúng ta đừng bị rơi vào trong bốn cảnh giới này ha, đừng rơi vào trong bốn cái loại này. Do phước báo quy lực của vi pháp, cầu mong cho tất cả chúng ta được sanh làm người trời và luôn luôn có được trí tuệ, thành tựu chánh trí, sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Pa bồ tát sáp ba măng ngà lăng rắc căn tu sáp ba đề và ta sáp ba bồ tát pa ve na sa da sa thi pa văn tu te. Pa bồ tát sáp ba măng ngà lăng rắc căn tu sáp ba đề và ta sáp ba tham ma lu pa ve na sa da sa thi pa văn tu te. Pa bồ tát sáp ba măng ngà lăng rắc căn tu sáp ba đề và ta sáp ba sang ca lu pa ve na sa da sa thi pa văn tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Mô Tha Giác, Nam Mô Tam Bảo. Rồi, xin mời MC lên kết thúc lớp học và lập hồi hướng nha. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya de wa ta sam ti vi ha ra la si ni tu pe ka re Ô thi khá rê, ta hình ta hình, ta thăm mà ta hề ngã, ta hoàng tố vũ chi ta, xót thiền, ca lòn đề pháp, quý hà ra mà ta hề, hề ra, cha cha cha, na ma ca, cha tích ca vô, sa ra mi ti ca, đà na pa ti, tu pa sa ca, Gama cha đề sa ni gama cha di sa ra sa ba na phu ta su ki ta pha hoàn tu tề cha la phu cha ye bi cha ta na ta sam pha hoa sa la se ra cha ta a ta wo pa ma di ta di ka ni ya ni ka tham ma wa Bát-ti-cha-te sam-pe-li-duk-duk-ca-sa-ka-ro-nu-sa-na-ka-yam Tha-tu-chi-rang sa-pan-tha-mo-tham-ma-tha-ra-ya-duk-ra-lang Sang-ko-ho-nu-sa-ma-ko-wa-wa-a-tha-ya-cha-hi-a-ya-cha Tha-me-ra-ra-ko sa-ma-mo sát bề bi tham cha vi đầu vô tình sanh và phụ nghệ gia gia tham mà vi gia phá về đến trời dạ kính thưa sư quý phụ cứ sa lâm cầm cầm các tất cả bằng khi đi rằng ma ca ye na wa cha ma sa ti đa se su ga tang tang ye satta sanang ngino atti ye ya satta asanang ngino katang unna palam mayanam sabbe pari pavan tunde ye tang katang sumwini tang dinanang unna palam mayanam ye ca ta tha na cha nan ti
đề hòa gánh tòa ni huệ đa dùm sắc đề lộ cà ni về sắc tà chi hòa tà hà cá nhị trú cà bá ngồi nhàng hồ cha thần sắc đề lá phạm tú má má chề cá xà tí Di đà quá tâm mẹ đà đà sa quá sa đà quá hồ tú a la tất tề di đà nô nha di đà hồ tú su khi ta hồ tú nha ta vô di đà nô nha di đà hồ tú su khi ta hồ tú nha ta vô di đà nô nha di đà hồ tú su khi ta hồ tú nha ta vô sa tu sa tu sa tu.